Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 9, Cục Thông tin Cơ sở Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao mô hình điểm Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông cho xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy quản lý, sử dụng. Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Vingroup, Quỹ Thiện Tâm, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh lân cận. Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông của xã Phù Nghĩa được đầu tư 17 bộ thu phát thanh với 46 loa công suất 30W một loa để phủ sóng toàn bộ 15 thôn trong xã. Một bộ máy vi tính và phần mềm quản trị biên tập nội dung, một micro để bàn. Tổng trị giá toàn bộ thiết bị là 400 triệu đồng. Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông là giải pháp công nghệ mới hiện đại có nhiều ưu điểm hơn hẳn so với truyền thanh có dây, truyền thanh không dây FM như không giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu âm thanh, sử dụng công nghệ số để sản xuất lưu trữ và quản lý chương trình phát thanh. Đây là một trong ba mô hình điểm đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trong cả nước theo đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với tập đoàn Vingroup là đơn vị tài trợ tổ chức xây dựng. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu từ mô hình điểm đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông ở xã phú nghĩa huyện lạc thủy cục thông tin cơ sở phối hợp với sở thông tin và truyền thông các tỉnh thành phố phổ biến để nhân rộng phát huy hiệu quả mô hình ra các địa phương miền núi trong toàn quốc từng bước chuyển đổi hệ thống truyền thanh cũ sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trên địa bàn đồng chí thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tập đoàn vingroup cũng như các tổ chức doanh nghiệp khác ủng hộ tài trợ xây dựng phát triển hệ thống thông tin cơ sở trong đó có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông nhằm góp phần giúp địa phương khó khăn ở khu vực nông thôn miền núi biên giới hải đảo phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân